Chào các bạn đã quay trở lại với Thật Giả TV. Hôm nay mình sẽ review về chai nhớt, các troll giả và chai nhớt thật các bạn. Thì điểm khác biệt thứ nhất các bạn đó là về tem nhãn. Chai nhớt các troll thật á, thì cái màu á, nó màu nhũ vàng, óng ánh như màu cỏ úa. Còn chai nhớt các troll giả thì màu tem nó đậm màu cam các bạn. Như bên tay trái màn hình mình đó các bạn, đây là một chai nhớt các troll giả. Cái màu tem nó rất là đậm, gần như nó bị đổi sang màu cam các bạn. Đó, nền của cái chai nhớt nó khác hẳn luôn. Một bên thì màu nhũ vàng rất là đẹp, một bên thì gần như giống như vàng giả các bạn, nó cam lên. Cái nền nó tông màu nó cái gì nó cũng đậm hết. Còn cái chữ công thức mới á các bạn, màu cam nó cũng đậm hơn cái chữ công thức mới bên cái chai nhớt thật tay phải của mình. Tuy là chai nhớt có nguồn gốc từ Trung Quốc nha các bạn. Hiện nay Trung Quốc bán nhớt các troll giả rất là nhiều các bạn. Việt Nam mình không giả đằng đâu, nguồn gốc chai nhớt giả này là xuất phát từ Trung Quốc. Nên công nghệ làm giả rất là tinh vi và tinh xảo. Cái đặc điểm thứ hai các bạn dễ nhận diện nhất á, đó là cái chữ các bạn, cái chữ in trong cái seal của cái chai Castrol. Thì hiện nay công nghệ làm giả thì cái chữ Castrol in trên cái nắp chai á thì ai cũng làm được. Nhưng mà cái chữ in á các bạn ở trong cái chai, trong cái seal á, mình sẽ gỡ cái seal ra cho các bạn thấy cái khoen của cái seal nắp đó các bạn. Thì trong này á là nó có sẽ in một cái dòng chữ. Dòng chữ trong này phải sắc nét và liền nét, không bị mất nét, không có chữ to chữ nhỏ thì mới là chai nhớt thật các bạn. Còn nếu mà nó có tình trạng là chữ to chữ nhỏ rồi chữ đứt nét, chữ mờ nhạt thì không phải là chai thật. Mình bắt đầu bung cái seal này lên nha các bạn. Đó, sau khi mình bung cái seal rồi đó thì cái chai nhớt các troll giả đó trước màn hình mình á, chữ 112811 thì cái số 11 các bạn nó to bất thường và đồng thời nó bị mất nét. Còn cái dòng chữ 028055 thì hai cái số 55 cuối cùng nó cũng bị lệch phong các bạn, nó to lên bất thường. Cái này ở ngoài thực tế các bạn nhìn bằng mắt nhắt thường rất là dễ thấy. Vào camera thì nó có thể là nó hơi bị nhòe một tí, nhưng mà trên thực tế là các bạn thấy rõ ngay. Ví dụ 1128 thì cái số 11 á nó bị lệch ra khỏi dòng hoàn toàn luôn, rồi nó bị mất cái nét luôn. Các bạn nhìn trên đầu số 1 nó có hai cái chấm không? Giống như nó in nó bị lem đó các bạn. Còn cái chai nhớt mà thật á thì mình sẽ khui ra cho các bạn thấy nè. Cái nắp của cái chai nhớt thật các bạn, cái màu đỏ nó rất là tươi, rồi nhựa nó rất tốt các bạn. Nếu nhiều các bạn tin ý á, thì các bạn cân á, thì cái chai nhớt thật á, thì nó có, cái nắp của chai nhớt thật nó sẽ nặng hơn. Mình làm dấu bằng cái cách là mình quẹt chữ bằng mút mực trên chai nhớt. Chai nhớt bên tay phải màn hình đó các bạn là chai nhớt thật. Mình chuẩn bị mình sẽ khui ra và mình bung cái seal ra cho các bạn thấy cái dòng chữ nó khác biệt hoàn toàn luôn các bạn. Chữ rất là rõ ràng, sắc nét và không có hiện tượng là bị lệch phong các bạn, bị lệch cỡ chữ và cũng không bị đứt nét. Mực rất là đậm đẹp. Các bạn nhìn thấy cái nắp không? Rất là, nhìn cái nhựa rất là tốt luôn, nhựa rất là tươi luôn. Không phải như chai nhớt các troll giả đâu. Nó nhám 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 mà màu nó thẩm thẩm. Nó không có bước mát gì hết. Còn cái nắp mà chai nhớt các troll thật các bạn rờ nó rất là mát tay. Đó các bạn, cùng một ánh đèn các bạn nhìn thấy không? Cái chai nhớt các troll thật đó, nó có sự phản chiếu. Không phải phản chiếu một cách lồng lộn hay là bóng bẩy, mà nó phản chiếu theo cái kiểu mà là nhựa tươi các bạn, nhựa nguyên chất nó nhiều, hạt nhựa nó tốt.
Đó, mình bung cái nắp ra rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình bung cái siêu của cái nắp ra để cho các bạn dễ thấy được cái dòng chữ, và đồng thời mình so sánh với cái dòng chữ của chai nhớt giả các bạn. Đó, mình đã bung cái siêu lên rồi các bạn. Thì các bạn nhìn dòng chữ đi, 1 1 2 9 3 2 các bạn. Nhìn chữ nó rất là đều, rất là tăm tắp, mực rất là đậm luôn các bạn, chứ không phải nhạt nhòa như chai vừa rồi. 1 1 2 8 3 2, cái số 32 gần như nó cũng bằng với cái số 28. Rồi 0 5 3 0 7 2, nó cũng đều đều với nhau các bạn, nó không bị lệch cỡ chữ các bạn. Đó, và đồng thời nó không bị mất nét. Thì cái công nghệ in nữa các bạn, cái máy in tốt đó, nó mới in được lên nhựa, lên kim loại, lên tất cả những cái sành sứ bây giờ. Còn những cái nơi mà người ta làm hàng nhái các bạn, người ta không có đầu tư cái dòng máy mà chuyên nghiệp như vậy. Còn nếu xét về cái siêu á, những chai nhớt giả ở Việt Nam á, thì khi các bạn lắc lắc cái siêu á, thì bắt đầu nó phù lên. Tại vì cái siêu này á, nó sẽ bị mỏng và chất liệu nó không đúng với lại cái siêu, nó không có dai với lại cái siêu thật của Catron. Còn chai nhớt của từ Trung Quốc á các bạn, cái siêu này người ta làm cũng rất rất tinh vi nha các bạn, nó cũng đều có chữ 7 màu đổi thứ. Nó chỉ khác là khi mà các bạn đo độ dày các bạn, thì cái siêu của người chai nhớt có nguồn gốc từ Trung Quốc này á, nó rất là mỏng. Đồng thời á, cái những cái đường cắt các bạn nó bị răng cưa. Có nói chung là cái đường cắt này thì cũng không đúng lắm, có chai thì nó có răng cưa nhiều, có chai còn ít răng cưa thì các bạn cũng khó phân biệt. Nhưng quan trọng nhất các bạn, cái siêu 7 màu nè các bạn, cái siêu đổi màu ở trên trên đầu chai nhớt á, thì của người, cái hàng của người Trung Quốc á, thì nó rất là mỏng. Các bạn có thể gõ bụp 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 trên cái đầu chai á, thì nó sẽ có hiện tượng là nó bị lõm. Đó, các bạn đang giờ mình chiếu gần cho các bạn thấy, so sánh với hai chai nhớt các bạn. Thì cái chai nhớt giả là cái chai nhớt ở phía trước màn hình, chai nhớt thật là phía sau. Đó, mình đang gõ cái siêu đó, và cái mình xem cái độ dày của cái siêu đó, các bạn thấy không? Nó mỏng hơn nhiều so với cái siêu thật ở chai nhớt ở phía sau. Cái chữ 55, cái số 55 các bạn, gần như nó lệch ra khỏi cái chai nhớt luôn, nhìn rất là dị hợm. Còn cái chai nhớt thật ở phía sau á, thì dòng chữ nó rất là đều. Đó, các bạn thấy không? Số 55 phía sau, số 11 thì bị đốt nét. Còn đây là mình sẽ xem về cái quả mã QR code này các bạn. Cái mã QR code của cái chai nhớt thật á, nằm bên tay phải màn hình của các bạn. Còn cái mã QR code chai nhớt giả nằm bên tay trái. Thì cái đường biên bảo vệ các bạn, cái đường phía bên ngoài nó bị biến dạng cong. Và khi mà các bạn lấy máy điện thoại các bạn chiếu vào cái mã QR code này á, thì nó không có nhảy đúng được cái thông tin của cái sản phẩm các bạn, nó bị biến dạng các bạn thấy chưa, nó không, đồng thời á, nó in rất là đậm các bạn, nó in phông chữ rất là đậm, đậm hơn cái chai nhớt thật mà nó không có sắc nét. Còn đó, cái chữ Catron Power One nó rất là đậm so với cái chữ Catron Power One của chai nhớt thật. Đồng thời cái mã QR code của chai nhớt thật thì cái đường viền bên trái màn hình các bạn á, cái đường viền mà ô vuông á, nó rất đó, ngay chỗ cái tay mình chỉ đó các bạn, nó rất là vuông vắn và nhìn sắc nét. Còn chai nhớt giả nó cong queo méo xẹo à. Còn cái dòng chỗ mà mã vạch á, cách trôn bao quơ á, thì nó đầm lè đầm lét à. Và nếu mà các bạn nhìn kỹ thì nó có dấu hiệu là mực các bạn, nó bị lem bị chảy. Còn cái chai nhớt thật á, bên tay phải á, thì đường nào ra đường đó. Để biết được thật giả thì mình xét về cái đáy của chai nhớt các bạn. Cái đáy của chai nhớt Catron thật á, thì cái chữ in nổi á,
cái dấu gạch chân á, thì nó nằm ngay chữ A. Còn chai nhớt cách trôn giả thì cái nét gạch chân á, nó nằm ngay chữ O. Còn nếu mà cùng một cự ly ánh sáng, cùng một khoảng cách camera á, thì các bạn nhìn thấy cái chai cách trôn thật á, nằm bên tay trái màn hình á, thì nhìn rõ cái nét chữ. Còn cái chai cách trôn giả thì chiếu không thấy hết được cái những chữ nổi nó nổi lên các bạn. Mình quay cận cảnh cho các bạn thấy thì độ dày của nó 1 mm, thì cái chai cách trôn thật á, nó phải dày gấp đôi đến 2 mm. Bằng mắt thường á, các bạn nhìn bằng thực tế ở ngoài thật á, đời thật á, thì rất dễ phân biệt đó các bạn thấy không. Khi mình quay cận cảnh á, thì gần như cái chai nhớt bên tay phải á, là chai nhớt giả, những cái nét chữ nó rất là nhạt nhòa tại vì cái độ dày nó ít hơn các bạn, nó rất là mỏng. Chữ Catron cũng mỏng hơn nè, rồi những cái dòng số cũng mỏng hơn, rồi những cái thông số về ngày sản xuất hay là cái mã sản phẩm nó cũng mỏng hơn. Đó các bạn nhìn thấy không? Bên tay phải gần như không thấy được cái chữ SP 1CTT luôn. Còn bên tay trái chai nhớt thật á, là nó lằn lên, nó hằn lên rất là ok luôn. Nhìn rất là rõ nét luôn.